Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều có những may mắn, thăng trầm khác nhau. Tại mỗi thời điểm sẽ có những người cực kỳ may mắn. Trong ngày 23 tháng 9 âm lịch này, những con giáp sau đây có tài vận đỏ rực, công việc thì vô cùng thuận lợi. Cấp trên yêu ái, đồng nghiệp hòa đồng, giúp đỡ hết mình, tiền bạc thì cứ ùn ùn kéo về, nhiều không đỡ nổi. Một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé! Một, tuổi Tý. Các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo rằng người tuổi Tý được tam hợp nâng đỡ nên chẳng phải lo đối diện với thử thách. Lúc nào xung quanh bạn cũng có người sẵn sàng giúp đỡ để bạn vượt qua khó khăn một cách vô cùng thuận lợi. Với người làm ăn kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn triển vọng. Dù hôm nay đồng tiền chảy về túi chưa có nhiều, song tương lai hứa hẹn bạn sẽ khẳng định được vị thế, khiến khách hàng và đối tác đều đổ về tấp nập. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Những người tuổi Tý vẫn nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ còn là con giáp lương thiện, thích giúp đỡ mọi người mà chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn. Cũng nhờ vậy mà họ được nhiều người yêu mến. Là người biết quản lý tài chính, lại có tài lộc rất vượng, nên sau 35 tuổi, họ thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thằng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân, nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ. Trong ngày 23 tháng 9 âm lịch này, người tuổi Tý có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Sự chăm chỉ giúp gia chủ tuổi Hợi giải quyết được khó khăn. Người làm kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn, gặp được đối tác làm ăn uy tín. 2. Tuổi Mão. Tam hội nâng đỡ, người tuổi Mão có tư duy đột phá trong ngày hôm nay. Nhờ thế mà những vấn đề bế tắc lâu ngày cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Bạn có thể trở thành người đi tiên phong cho cả tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp cấp dưới cảm thấy tràn đầy niềm tin và động lực khi nghĩ tới tương lai. Bạn cần tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để có thể tiếp tục cống hiến cho công ty. Tuy nhiên, mộc khắc thổ lại cho thấy những bất ổn trong tình cảm. Bạn thường xuyên ra lệnh cho nửa kia mà không để tâm đến suy nghĩ thực sự của người ấy. Cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ mất cân bằng, khiến cả hai đều mệt mỏi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè, họ luôn đối đáp rất tử tế. Mão sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến. Trong ngày 23 tháng 9 âm lịch, người tuổi Mão có nhiều tài lộc hơn. Những dự định trước đó của họ sẽ trở thành hiện thực. Mão có nhiều cơ hội để phát triển bản thân, một số người có thể sẽ có chuyến đi xa. Bên cạnh đó, Mão có thể nhận được cơ hội đầu tư sinh lời. Vì những gia chủ tuổi Mão làm việc nghiêm túc, nỗ lực nên sẽ gặt hái được những thành công. Do có quý nhân phù trợ nên người tuổi Mão có thể giải quyết được những khó khăn. Cuộc sống của họ cũng trở nên an nhàn, tiền bạc thì rủng rỉnh. 3. Tuổi Tỵ. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo, cục diện hỏa thổ tương sinh giúp cho người tuổi Tỵ xây dựng được mối nhân duyên tốt lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý. Vì thế, nếu còn độc thân, bạn chẳng cần bất cứ ai giới thiệu cũng tìm được người ưng ý. Với người đã lập gia đình, quan hệ đôi bên ngày càng khăng khít sau những hiểu lầm. Bạn và người ấy ngày một hiểu nhau, thậm chí nửa kia chẳng cần phải bày tỏ suy nghĩ thành lời, bạn cũng có thể thấu hiểu. Thực thần chiếu mệnh, chuyện tiền bạc có tiến triển tích cực, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Bạn đã làm việc không ngừng nghỉ, nên đây chính là lúc bạn tận hưởng thành quả xứng đáng. Hãy tặng cho bản thân một món quà nhé!
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi. Hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Người tuổi Tỵ vốn chu đáo, tỉ mỉ và có tinh thần tự giác cao. Dù gặp khó khăn, trắc trở trong công việc hay cuộc sống, thì họ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để từng bước vượt qua. Người tuổi Tỵ dù không xuất thân trong những gia đình giàu có sẵn nền tảng, nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân. Trong ngày 23 tháng 9 âm lịch này, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh được dự báo buôn bán may đắt. Người làm công ăn lương được cấp trên thận trọng, trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong tháng này, gia chủ có nhiều cơ hội phát triển tài năng. Nhìn chung, số tiền những gia chủ tuổi Tỵ kiếm được trong tháng này giúp họ có cuộc sống sung túc. 4. Tuổi Mùi. Chính tài nâng đỡ, người tuổi Mùi có cơ hội kiếm tiền về một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương sẽ được thưởng nóng vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Với người làm kinh doanh, đơn hàng đổ về tấp nập khiến bạn luôn bận rộn, luôn chân luôn tay, dù vất vả nhưng đổi lại đồng tiền luôn dư giả. Bạn tìm thấy động lực để cố gắng nên chẳng ngại ngần bất cứ điều gì. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Tam hợp phù trợ, người tuổi Thân dám thử sức mình ở những lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Dù quá trình bắt đầu không tránh khỏi va vấp, song bạn tràn đầy tin tưởng vào bản thân, cuối cùng tìm ra hướng đi phù hợp với mình. Với người làm ăn, hôm nay là ngày rất thích hợp để ký kết hợp tác làm ăn. Bạn và đối tác có tiếng nói chung về nhiều mặt. Nhờ vậy, việc hùn vốn làm ăn cũng trở nên thuận lợi hơn, không ai cố tình giở trò tìm cách kiếm lợi về mình. Cục diện thổ kim tương sinh giúp nhân duyên của gia chủ tuổi Thân với người khác giới là vượng là nguyên nhân khiến bạn gặp được nhiều người triển vọng. Nếu chủ động mở rộng lòng mình, bạn ắt gây được thiện cảm với mọi người xung quanh. Việc tìm ra người phù hợp không hề khó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Dậu. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do nhị hợp mang lại. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý khiến nhiều người phải ghen tị. Trong tập thể, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do bản tính cởi mở, không so đo thiệt hơn. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Bạn không cần phải cố gắng giải quyết tất cả mọi chuyện một mình đâu. Thổ sinh kim, bạn và người ấy có nhiều quan điểm sống trùng hợp, nhờ vậy mà mối quan hệ trở nên vô cùng khăng khít. Nếu quan hệ đôi bên đã chín muồi, hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà, xây dựng một mái ấm riêng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 23 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống ô bên dưới bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.